Trung Quốc hứng chịu hàng loạt dị tượng sau Tết, bầu trời chuyển đỏ, có nơi âm 41 độ C. Ngay sau Tết Nguyên Đán, nhiều nơi ở Trung Quốc lại phải hứng chịu những thiên tai nghiêm trọng. Ngày 17 tháng 2, bão tuyết xảy ra ở nhiều nơi tại khu tự trị Tân Cương, nằm ở phía tây bắc nước này, có nơi nhiệt độ thấp nhất xuống tới âm 41 độ C. Trạm khí tượng địa phương đã đưa ra cảnh báo đỏ về gió mạnh và không khí lạnh. Cũng trong ngày 17 tháng 2, một số nơi ở Tân Cương lại có bão cát dữ dội. Video do người dân địa phương đăng tải cho thấy, vào lúc 10 giờ 30 sáng, cát vàng bay đầy trời, bầu trời có màu đỏ cam và không thấy ánh sáng ban ngày. Tại tỉnh Cam Túc, tầm nhìn cũng cực kỳ thấp do cát bụi, gió mạnh và tuyết rơi. Thậm chí từ sáng ngày 17 tháng 2, một số đường cao tốc từ Cam Túc đến Tân Cương đã bị hạn chế, khiến một lượng lớn hành khách bị mắc kẹt tại thành phố Thủ Tuyền, tỉnh Cam Túc. Chỉ riêng tại huyện Hoa Châu của tỉnh này, tính đến ngày 17 tháng 2, đã có hơn 20.000 khách du lịch bị mắc kẹt. Theo CCTV, đến 8 giờ sáng ngày 18 tháng 2, tổng cộng 54 đoạn đường và 71 trạm thu phí ở Cam Túc và Tân Cương đã phải đóng cửa do tuyết rơi. 99 chuyến tàu chở khách ở Tân Cương bị đình chỉ do gió mạnh và bão tuyết. Ngoài ra, 7 trạm thu phí ở khu tự trị Nội Mông và tỉnh Thanh Hải cũng đã phải đóng cửa do ảnh hưởng của kiểu thời tiết cát bụi. Chưa dừng lại ở đó, ngày 18 tháng 2, Đài quan sát khí tượng Trung Quốc đưa ra cảnh báo cam về đợt rét đậm sắp tới, khiến hầu hết các khu vực đều bị giảm nhiệt mạnh. Dự kiến từ ngày 18 đến 22 tháng 2, nhiệt độ trung bình ở hầu hết các vùng của Trung Quốc sẽ giảm từ 8 đến 12 độ C. Một số nơi có thể giảm tới hơn 20 độ C. Đồng thời sẽ có mưa, tuyết, băng giá, gió mạnh, cát bụi trên diện rộng. Hệ thống cảnh báo thời tiết của Trung Quốc được mã hóa bằng màu sắc tương đương với 4 cấp độ, trong đó đỏ là mức nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh lam.